11 người nhập viện sau khi dự đám tang ở Sapa. Sau đám tang, 11 người có triệu chứng buồn nôn, nôn, đau bụng, đi ngoài nhiều lần, phải nhập viện điều trị. Ngày 7 tháng 8, theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lào Cai, đây là vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 11 người nhập viện cấp cứu. Cụ thể, gia đình ông T, trú tại Sapa, tổ chức đám tang cho con trai. Có nhiều người dân địa phương, họ hàng ở các xã khác đến dự và ăn cơm từ 11 giờ ngày 4 tháng 8 đến tối ngày 5 tháng 8 với các món thịt lợn nấu canh luộc, tiết canh, rau cải, cải bắp, rượu trắng. Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 5 tháng 8, 11 người có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn, đi ngoài phân lỏng nhiều lần, được người nhà đưa vào bệnh viện đa khoa thị xã Sapa cấp cứu. Hiện tại sức khỏe các bệnh nhân dần ổn định. Theo tập quán của người dân tộc Hơ Mông, khi có đám ma, người trong làng họ hàng sẽ mang thực phẩm như lúa, gạo, thịt rượu đến để góp làm cỗ. Chủ nhà thường mổ lợn, mổ trâu để cúng và tổ chức ăn trong nhiều ngày. Vì vậy, nguyên liệu được góp từ nhiều nguồn khác nhau, quá trình chế biến cỗ không đủ dụng cụ bảo quản. Thực phẩm có cả tiết canh tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Sở Y tế tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân thay đổi thói quen ăn uống không đảm bảo vệ sinh. Các địa phương tuyên truyền người dân tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.